mình xin giới thiệu với các bạn một cái dòng đàn cũng khá là đặc biệt, cũng rất nổi tiếng, cái dòng đàn SG ha. Đây, kiểu dáng của nó như thế này. Và cây mình giới thiệu bạn đó là cây Reiko ha, một cái cây đàn sản xuất tại Nhật Bản. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái đàn second hand của cây SG như thế này. Với cái dáng như thế này. Đó thì các bạn thấy là cái dáng này thì dòng nhạc blue, country, rock and roll vẫn xài rất là nhiều, cũng rất là phổ biến ha, nhìn nó cũng rất là chất. Nó khá là giống với Les Paul nhưng mà cái kiểu cách của nó hai bên nó như thế này. À, các bạn thấy không? Đây. Thì kết cấu nó thì khác nhau một tí, cái núm switch ở đây có nơi thì nó đặt ở cái chỗ khác. À, vẫn là bốn cái một cái tone, một cái volume giống như Les Paul bình thường. À, cái kiểu này thì nó không có cần nhúng nha các bạn. À, thì cái tiếng của nó cũng rất là đặc trưng. À, mình nghe cái nó cũng đủ cái độ nặng, cái độ dày. À, cũng rất đặc biệt. Thì tại Amigo Guitar Shop thì có cái dáng SG này một vài cây. Các bạn hãy inbox nha để có thể mình giới thiệu cho các bạn thêm những cái cây cái kiểu dáng SG này với giá rất là tốt nữa. Các cây này ở thường cái tầm này second hand nhưng mà các bạn thấy là một số cái rất là chỉnh chu, ví dụ như cái khóa đàn rất tốt nè. Đây. Đây các bạn thấy là đây có made in Japan ha. Đó, thì sản xuất tại Nhật Bản thì thường nó đạt cái tiêu chuẩn rất là tốt hơn so với cái mức bình thường mặt bằng chung. Thì cái cây này cái inlay mọi thứ rồi action rất là nhẹ tay, mình thể chơi được nhiều cái thể loại. Thì demo vài tiếng để cho các bạn có thể nghe và đánh giá. Và hãy nhớ là hãy liên hệ thông tin tại cái comment đầu tiên hoặc là ở trong cái mô tả của video này có thông tin. Thì ở shop mình nhiều bạn hay lầm lẫn giữa mình hoặc là Toàn, thì không sao cả, mình là Khoa ha, còn cái bạn phụ trách đó là Toàn, là em trai em ruột của mình nha. Thì các bạn có thể là inbox điện thoại hoặc nhắn tin, là một trong hai người đều được cả nha. Cho điểm như thế này, chúng ta có thể sử dụng solo những cái câu nó mượt mà hoặc là bạn đánh tốc độ đều được cả. Bye.
hy vọng là với cái demo sơ sơ như vậy thì các bạn có thể biết thêm được một cái dòng đàn kiểu dáng cũng rất là dễ thương. Cái kiểu này thì các bạn thấy là các bạn nữ đánh cũng rất là hợp. Các bạn thấy ôm vô cái kiểu như thế này, cần đàn đồ rất là hợp với nữ, nam đều đánh ok cả. Thì hãy liên hệ Amigo Guitar Shop để có thể trải nghiệm được những cái cây đàn, mặc dù là second hand nhưng mà mình nhập về từ Nhật. Thì các cây đàn này được về và mình cũng set up lại, vệ sinh rất là chỉnh chu trước khi giao cho các bạn. Thì các bạn có thể liên hệ khoa hoặc tò, thì nếu cần thiết mình sẽ chụp hình chi tiết. Hai chỗ nào trầy thì mình nói trầy, bởi vì đàn second hand bao giờ nó cũng có một vài cái vết trầy gì đó. Nhưng quan trọng là các bạn biết là cái âm thanh, là chất lượng mình chơi trên phép mọi thứ ok hết, là không vấn đề gì cả. Hãy nhớ ủng hộ Amigo Guitar Shop và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nhé. Chào!